bác. Mình tên là Trần Tuấn Minh. Học năm nay mình lên lớp 5, học trường Lê Văn Tám. Và sau đây mình xin giới thiệu sản phẩm hứng táo trong vườn. Để thực hiện sản phẩm này, các bạn phải ấn vào lá cờ xanh. Để di chuyển ghi ga, các bạn ấn chuột trái. Để di chuyển sang trái, các bạn ấn chuột trái. Để di chuyển sang phải, mũi tên chứ đúng không? Vâng. Mũi tên trên bàn phím đúng không? Ừ. Để di chuyển sang phải, các bạn ấn mũi tên phải. Bây giờ bạn phân tích về số điểm nào. Khi hứng được quả táo nào thì cộng điểm hay trừ điểm? Khi hứng được quả táo bình thường thì sẽ cộng được 1 điểm. Khi hứng được quả táo ăn dở thì hứng được bị trừ 1 điểm. Khi hứng vào táo độc thì thua cuộc. Khi hứng vào táo cộng 5 thì được cộng thêm 5. Khi hứng vào kim cương xanh thì cộng thêm 10. Khi hứng vào kim cương tím thì cộng thêm 20 ạ. Và khi nào mà điểm số được bằng 210 là sẽ thắng cuộc ạ. Trong bài này thì bạn yêu thích nhất là tính năng nào? Con yêu thích nhất là cái tính năng ghi ga khóc ạ. Thế làm thế nào để tạo ra được cái hình ảnh ghi ga khóc như vậy? Để tạo ra được hình ảnh ghi ga khóc thì mình sẽ chuyển sang phục ghi ga bắt đầu khóc ạ. Sau đó thì sử dụng cố lệnh nào để làm cho ghi ga khóc? Sử dụng nối lệnh trang phục kế tiếp ạ. Bạn có thể chia sẻ về quá trình làm bài, khó khăn cũng như là những cái thành phần yêu thích, những tính năng yêu thích trong bài như thế nào? Con hết tính năng yêu thích rồi ạ. Hết rồi. Có mỗi cái tính năng yêu thích là nhân vật khóc đúng không? Thế còn trong quá trình làm bài thì bạn có gặp khó khăn gì không? Con gặp trục trặc ở tính năng ghi ga khóc ạ. Con xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của con. Con mời các bạn gợi ý thêm ạ. Rồi, cảm ơn Tuấn Minh. Bạn Tuấn Minh đã hoàn thành xong phần trình bày của mình với sự cố gắng rất là lớn. Bởi vì bạn dùng 2 thiết bị cho nên là cô phải chia sẻ bài để bạn có thể để các bạn có thể nhìn thấy bài màn hình của bạn Tuấn Minh. Thế bây giờ cô mời các bạn góp ý nào. Mời các bạn góp ý cho bài của Tuấn Minh nào. Về cách trình bày cũng như là về dự án của Tuấn Minh đã ổn chưa? Có điều gì mà cần cải thiện không? Mời Bảo Châu nào. Dạ thưa cô ơi, con thấy bạn Tuấn Minh nói thì được rồi, nhưng mà con thấy hình như bạn hơi run. À, bạn hơi run ạ. Đúng rồi. Có một số chỗ làm hơi mất bình tĩnh một chút đúng không? Nói hơi vấp. Ví dụ cái đầu tiên là sử dụng mũi tên trái, mũi tên phải để điều khiển nhân vật thì bạn ấy nói là chuột trái, chuột phải. Cô nghĩ là chắc là run quá nên nói nhầm đúng không? Rồi còn gì nữa? Bạn có nói theo thứ tự các bước không? Đã chia sẻ được nhiều chưa? Cô mời Gia Minh nhận xét nào. Gia Minh góp ý gì cho bạn không? Không ạ. Không á? Ít ra phải có một lời nhận xét gì chứ. Đấy là ăn rồi. Không ăn trong giờ nhá. Chúng ta còn 30 phút nữa là mình kết thúc buổi học rồi. Thì lát nữa giờ ăn sau. Con thấy là dự án ở trong cái dự án sản phẩm của bạn đã ổn chưa? Đây cũng chạy lại chương trình nhá, để bạn nhận xét đi. Xem là có nhiều tính năng không? Đó. Như nào? Gia Minh. Cái phần tính năng ghi ra khóc này, giọt nước mắt đã chảy rất là hay đúng không? Đây này. Bạn ấy cho chảy thành hình vòng cung này. Khóc rất là nhiều mỗi khi thua cuộc. Và khi mà bắt đầu chương trình ý, thì có rất nhiều sản phẩm nó rơi xuống đúng không? Có rất nhiều loại táo và có cả kim cương nữa. Thì cô thấy là Tuấn Minh lần sau mình bình tĩnh hơn. Ở bài thì là cũng trình bày theo được các bước rồi. Tuy nhiên là một số chỗ hơi mất bình tĩnh. Thì mình cần luyện tập thêm để có cái sự chuẩn bị tốt nhất. Giúp cho mình tự tin hơn. Thế còn bài dự án Hứng Táo thì cũng đã có sáng tạo rồi. Khi mà bạn thêm được rất nhiều các nhân vật rơi xuống này. Và cái giọt nước mắt vẽ cái hình ảnh ghi khóc nó cũng rất là đẹp đúng không? Rồi cộng 5 điểm này. Hướng nước quả táo này cộng 5 điểm. Hoặc là táo thì bị trừ điểm hoặc táo độc này. Có sự sáng tạo rồi. Hình ảnh chiến thắng này. Thắng thì bạn vẽ trên mặt cười đúng không? Có hoa này rồi. Thì đầy đủ các tính năng rồi. Thì có thể về nhà mình có thể sáng tạo thêm một số những cái tính năng nữa mà mình muốn nhá. Bây giờ cô chuẩn bị mời Phi Yến nào. Phi Yến